Khi nhắc đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mọi người đều thấy quen thuộc với những hình ảnh này. Đây là hình ảnh những lính thủy đánh bộ Mỹ đầu tiên in dấu giày xâm lược trên đất nước Việt Nam. Vùng đất này đã lọt vào tầm ngắm của nhiều nhà chiến lược. Chúa Nguyễn Hoàng trong một chuyến đi vào Nam khi qua đèo Hải Vân đã thốt lên: nơi đây là yết hầu vùng Thuận Quảng. Trước đó, khoảng đầu thế kỷ 14, vị vua An Minh Trần Nhân Tông khi đến núi Hải Vân thì tiên tri rằng một khi đã đặt được chân lên đỉnh Hải Vân thì con đường đi tới, đi hết chiều dài đất nước chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Đà Nẵng có một cái vị trí chiến lược hết sức quan trọng, bởi vì vị trí Đà Nẵng là vị trí chia cắt toàn bộ cái khu vực Bắc Trung Bộ. Về mặt quốc phòng, về vị trí quân sự thì đáng mà này nó có cái vị trí là án ngữ chia cắt giữ vững và chi viện. Giữa thế kỷ 19, yết hầu vùng Thuận Quảng, địa điểm mà nếu án ngữ sẽ chia cắt Việt Nam, đã được thực dân Pháp chọn làm nơi mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Ngày 1 tháng 9 năm 1858, không đợi triều đình Huế hồi đáp tối hậu thư, liên quân Pháp Tây Ban Nha đã nổ súng tấn công Đà Nẵng. Quân dân Đà Nẵng đại diện cả nước mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Dưới sự chỉ huy của danh tướng Nguyễn Tri Phương, thành lũy chiến đấu mọc lên. Thành Điện Hải, một trong những hào thành được xây dựng kiên cố. Nhiều hào lũy tại Đà Nẵng mọc lên, cùng với sự anh dũng của nhân dân Việt Nam đã đọ sức với tàu đồng, tàu sắt của thực dân Pháp. Sau nhiều tháng giằng co quyết liệt, thực dân Pháp đành phải đưa quân vào Nam đến Gia Định. Đây là những gì còn lại minh chứng cho sự thiệt hại của thực dân Pháp trong cuộc chiến đó, nghĩa địa Y Pha Nho. Nghĩa địa Y Pha Nho là nơi chôn cất lính Pháp và Tây Ban Nha tử trận trong trận đánh vào Đà Nẵng để mở màn cuộc chiến xâm lược Việt Nam. Hơn 150 năm trôi qua, sau trận đánh mở màn sự xâm lược phi nghĩa, những người lính viễn chinh Pháp vẫn nằm trên đất khách, cách xa đất mẹ của họ hàng vạn dặm. Vì nước, vì dân, hàng ngàn nghĩa binh Việt Nam cũng đã ngã xuống trong cuộc chiến này. Trong cuộc đọ sức không cân xứng, dù bị nhiều thiệt hại, nhưng nhân dân Việt Nam mà đại diện là Quảng Nam Đà Nẵng vẫn anh dũng chiến đấu, không để thực dân Pháp chiếm đóng Đà Nẵng. Bước vào năm 1965, chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam do Mỹ dựng lên có nguy cơ sụp đổ. Trong khi đó, lực lượng cách mạng hoàn toàn có thể giải phóng từng vùng rộng lớn nông thôn ngay sát các thành phố, thị xã, quận lỵ. Đầu năm 1965, chiến lược chiến tranh đặc biệt bị phá sản. Mỹ phải đẩy cuộc chiến tranh đặc biệt sang cuộc chiến tranh cục bộ trên toàn miền Nam Việt Nam, nhằm cứu vãn chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Với chiến lược này, sĩ quan, binh lính Mỹ trực tiếp tham chiến cùng với những phương tiện chiến tranh của Mỹ. Và vị trí chiến lược của Đà Nẵng lại một lần nữa trở thành yếu điểm để quân đội Mỹ đổ bộ mở đầu cho chiến lược đó. Chúng ta cùng xem lại những hình ảnh
mà những nhà báo nước ngoài đã ghi lại khi thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ vào bờ biển Đà Nẵng ngày 8 tháng 3 năm 1965. Nhưng có lẽ ngày nay không nhiều người biết chính xác những người lính Mỹ ấy đặt chân đầu tiên vào địa điểm nào. Đây là địa điểm đã từng in dấu dày của những đoàn quân viễn chinh Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng ngày 8 tháng 3 năm 1965. Hồi xưa là gọi là bữa thông Hòa Phú. Bữa biển Hòa Phú bọn tôi kéo lưới đây mà. Hồi thời kỳ Ngô Đình Diệm trước Ngô Đình Diệm là bọn tôi kéo lưới ra đây. Cho nên chi dân Thanh Khê là họ lên họ bủa lưới vào đây, bọn tôi kéo lưới ở đây là toàn bộ cái này là cái bữa thông. Không có một nhà cửa, chỉ có cái xóm mà dưới kề dưới đường Nguyễn Sinh Sát là của Tây Sa đó là chỉ có được vài chục cái nhà ở đó là họ cũng làm nghề biển, họ cũng làm nghề là kéo lưới vai rồi đi câu về bờ biển nhỏ nhỏ thôi, rất nghèo. Trước Mỹ đổ bộ là cái ranh giới này là của Hòa Văn, của Hòa Khánh là nghe. Hoạt động cách mạng bí mật tại Đà Nẵng từ năm 1962 từng được phân công trực tiếp theo dõi tình hình Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng. Ông Phan Văn Tải nhớ chính xác địa điểm, cảnh tượng của ngày mà quân đội Mỹ đổ bộ vào bãi biển này. Tôi hồi nói là tôi là biệt động của Sài Gòn gia đình. Tôi có mặc hiệu là BV. Thì tôi ở trong Sài Gòn về đây tôi mới gặp được cái ông Sĩ Tấn, tức là ủy viên là ban bên vận của khu Nam, với lại ông Ngôn với lại ông Võ Thành Hùng với ông Tăng Ngọc Phương. Là trước tiên là tôi gặp mấy ông đó, ông nói chuyện là ông bài ông Tấn á, ông Tấn hình ông kỹ là ông là mà bên quân sự qua bên làm tác bên vận là ông bài cái cách là ông đó là nắm tình hình. Khi chiếc tàu mận hở mồm thở cầu xuống đây rồi là tôi nó quân Mỹ mận ở trong nó đi ra là hoàn hà xa số mà không phải hắn mang một người một cái ba lô như mình đâu, cái mang cái sách cái giót người ta như thế là cái đống rơm chứ không phải dẫn. Cho nên chuyện đi ra là ghê lắm. Lên sang rồi là bắt đầu xe cạn lên, xe tan với xe cạn lên lẫn đậu. Cái bữa này tôi nó dài khoảng 8 giờ đến 9 giờ là quân nó lên đầy rồi. Cả ngày nó không phải là 3-4 ngày sau vẫn còn đưa là vật tư lên, còn đưa là phương tiện lên chứ không phải là ấy đâu. Từ hồi tôi tham gia ở Sài Gòn chừng là tôi nhớ như phim. Theo định vị của ông Tải, nơi quân đội Mỹ đổ bộ ngày 8 tháng 3 năm 1965, ngày nay nằm ngay bờ biển từ khu vực giao nhau hai con đường Nguyễn Tất Thành và Phan Văn Định, nhìn thẳng ra biển thuộc địa bàn phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Từ địa điểm đổ bộ này, quân đội Mỹ tản dài về hai bên bờ. Tức là Mỹ đã chọn bữa đổ bộ ở đây là có cái mục đích làm sao mà tấn công nhanh để giải quyết đưa cái khu hậu cần, tổng kho hậu cần của bộ ngọt đây á là lên để mà triển khai để cả cái khu Nam và Thừa Thiên Huế. Không lẽ đáng là một cái sân bay Xuân Thiều, sân bay trực thăng này, rồi đánh trận địa pháo Thanh Vinh, rồi ra đánh đám khỏi sân Liên Chiểu và Đèo Văn, và đồng thời cái dãy núi Đa Phước Thanh Vinh là đám hết. Còn cái bữa đây là một cái bữa khổng lồ của khu hậu cần Mỹ. Nói chung là rất là đặc biệt, mà ở đây là Mỹ nó đông hơn dân đấy mà. Mỹ đông. Và vũ khí cũng như là đạn dược quân đông dụng, nói chung là nhà cửa quán là hơn, đông hơn dân. Khi là Mỹ đổ quân vô đây rồi, lãnh cài đây, mặn cài lên tới trên sân bay Xuân Thiều luôn. Cài sót với là đường rại mà. Thông lưới mặn cài dùng đóng lại hết. Nên là bắt đầu là chột chẳng kéo quân, kéo nhà dù cũng ở là tụi nói anh là khít đất. Ba ngày sau là hắn kéo vô trong núi Hòa Khánh này. Tôi nói là Đà Nẵng là thấy Mỹ không chứ không thấy người Việt Nam nào. Những cây phi lao cao to, tức cây thông hoặc dương liễu ngày trước, nay không còn. Thay vào đó, bờ biển đã được kiên cố hóa bằng bê tông cùng với nhiều hàng phi lao trồng sau này, cũng đủ ấn tượng cho những ai muốn tìm về địa điểm
in dấu ấn lịch sử chiến tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Đổ bộ hắn ở lên như thế là hắn lên đây rồi là hắn ở từ dưới cái chỗ mà cái đường đi vô cái đường mà đi vô chân tâm, tức là cái đường Nguyễn Sinh Sát á. Hắn ở từ đó ở lại tới Sơn Tiều luôn. Để chuẩn bị cho những người lính Mỹ đặt chân lên bãi biển Đà Nẵng, hệ thống thông tin truyền thông Mỹ cũng đã có những động thái khuyết trương sức mạnh quân sự Mỹ. Mỹ đổ bộ cái sách ảnh của Mỹ nó cấp không cho dân. Nó cấp không cho dân để tuyên truyền về sức mạnh của quân đội Mỹ. Từ khẩu AR-15 này, khẩu M-32 này, cho đến khẩu răng M-2 này, xe tăng M-113 rồi M-141 này, nghĩa là nó rồi đến B-52, nghĩa là nó tuyên truyền được sức mạnh khủng khiếp của kỹ thuật quân sự Mỹ. Ai nghe cũng khiếp, nó tuyên truyền rất là ghê gớm. Cho nên nếu mà người nào mà cứ đọc cái đó thì cũng khiếp sợ Mỹ, chứ không phải là cái chuyện đơn giản đâu. Độc lập bố tin sáng của Lưu Nghị là đang hết trơn cơ mà. Đang nói là Mỹ sẽ đổ quân, quân đội Hoa Kỳ sẽ đổ quân vào Đà Nẵng. Là làm nhiệm vụ chống cảm. Sự tuyên truyền và thực tế quân lực Mỹ từ việc đổ bộ vào Đà Nẵng không phải là không có ảnh hưởng đến tinh thần của quân dân Quảng Nam Đà Nẵng lúc đó. Khủng khiếp lắm, đủ thứ ấy. Cái con kình ngư ở ngoài biển ấy, tức là nói thằng Mỹ ấy, con kình ngư ngoài biển mà hắn quẩy lưu ý hắn vùng dài đó thì không có ai mà chịu nổi con. Nói là Mỹ mà đã qua Việt Nam bây rồi là cũng sợ cách mạng mình chịu không nổi. Ông Nguyễn Văn Chi từng là chiến sĩ hoạt động cách mạng, từng tham gia lãnh đạo huyện ủy Hòa Vang lúc đó, nhận biết khá rõ tình hình chung khi quân đội Mỹ đổ bộ lên quê hương mình. Nghe thì đảo thì nghe tất cả từ cả huyện Hòa Vang, từ đây xuống tới nông nước ra để ở Vang vào đến Hương Dốc để đọc đó, thì anh em nhân dân, anh em du kích, anh em bộ đội địa phương đó, thì họ lo nhất, họ sợ Mỹ. Không biết hình dung nó như thế nào, nó to, nó cao, mà vũ khí nó hiện đại. Thứ hai là gần Mỹ. Thứ ba là không giống đến Mỹ. Tức là tư tưởng hồi đó mà, tất nhiên họ không nói ra, nhưng mà chỗ này, chỗ kia mình mới phát hiện tư tưởng của nhân dân khi mà Mỹ đổ bộ vào ngày 8 tháng 3, thì cái tư tưởng lo sợ vì nó tàn sát, nó sợ, nó hiện đại của nó, vì nó đã đánh nhiều nước trên thế giới rồi. Người Việt Nam biết sức mạnh quân sự Mỹ lúc này mạnh hơn họ gấp nhiều lần. Đối với người Việt Nam lúc này, việc mang súng đạn đến là đồng nghĩa việc tạo ra chiến trường và mang chiến tranh đến. Với sự dạn dày hàng ngàn năm giữ nước, từng quen với trận mạc chống ngoại xâm, người Việt Nam đã biết tự vệ. Chúng ta đánh theo phương thức một là đánh bia, đánh từ xa. Thế còn thứ hai là mình dùng mình đánh. Nó thì tốc chiến tốc thắng, đánh nhanh thắng nhanh. Mình trường kỳ kháng chiến. Cho nên dạt bờ sông vẫn có công sự. Tất cả dưới giếng cũng có công sự. Chứ là bằng thờ cũng có công sự. Chuẩn bị lóc quân Nga trong vùng địch. Chứ không phải là chỉ để quấn trong Xô Viết của Mỹ. Tức là và dùng mình tự tạo đánh Mỹ. Dùng mình treo lên ngọn tre để mà quấn trực thăng Mỹ. Tức là nó muôn hình vạn trạng, nhiều cách đánh Mỹ. Đồng bào dân tộc thì ở đây kia họ dùng kê đá này. Mỹ treo lên giáo phần xô đá ngã giống Mỹ cũng cháy. Tức là nhiều kiểu cháy của Mỹ, cho nên nó cũng quẩn là nó thấy là Việt Nam không có nước nào như Việt Nam đánh Mỹ như thế. Tỉnh đội á, quân khu á, là ra một cái lệnh, tức là lồng có một cái bể, cái là sẵn sàng để mà đánh Mỹ. Tất cả đều quân dân đều lập ra vấn đề để diệt Mỹ. Cho nên là chấp thời cơ đó là không cho Mỹ ngồi yên. Còn tôi là vì đơn vị đặc công, cho nên quyết tâm là chuẩn bị lực lượng để mà đánh tiêu diệt các cái đầu. Để đặt chân lên bờ biển Đà Nẵng,